xuân cũng là mùa mà tình yêu lên ngôi đúng không ạ? Và trong những phút tiếp theo chúng ta sẽ cùng được nhìn thấy các chiến sĩ tại Trung đoàn 95 thể hiện điều đó qua phần chơi Tình yêu chiến sĩ. Người ta hay nói rằng là gái Bắc Giang dịu dàng, duyên dáng. Trai Bắc Giang phóng khoáng, anh hùng. Bạn đừng chỉ vào tôi bởi vì cả hai chúng ta đều không đến từ Bắc Giang. Nhưng những người tham gia vào tình yêu chiến sĩ ngày hôm nay đó là những người chiến sĩ của Trung đoàn 95 và những người chơi của họ đều đến từ Bắc Giang. Hãy cùng làm quen với hai đội chơi ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là cặp đôi của Thượng úy Nguyễn Quốc Huy và cô gái Nguyễn Hồng Thoa. Và cặp đôi thứ hai của chúng ta đó là cặp đôi của chiến sĩ Phạm Ngọc Dũng và bạn gái Phạm Diệu Anh. Hãy cùng làm quen với họ để tìm hiểu xem họ đến đây với một cái mục đích như thế nào. Tôi Nguyễn Quốc Huy, hiện đang công tác tại Trung đoàn Bộ binh 95, Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2. Sở thích của tôi yêu ca hát, thích thể thao. Và tham gia cùng tôi trong phần chơi Tình yêu chiến sĩ là một bạn gái rất trẻ trung, duyên dáng, mắt sáng, cười tươi. Xin chào các đồng chí, tên tôi là Nguyễn Hồng Thoa, hiện tại tôi đang làm giáo viên. Tôi sinh ra tại Bắc Giang, nơi có những trái vải thiều ngon ngọt, nơi có những đồi thông xanh soi bóng nước mặt hồ quân thần. Sở thích của tôi yêu ca hát, yêu trẻ, thích màu xanh, đặc biệt là màu xanh áo lính. Tôi rất vui khi được đồng hành với bạn của tôi trong phần chơi Tình yêu chiến sĩ. Một cô gái duyên dáng nhưng mà có dịu dàng không? Thượng úy Nguyễn Quốc Huy. Rất dịu dàng ạ. Anh đã được kiểm chứng như thế nào rồi ạ? Chúng tôi quen nhau được hơn một năm rồi ạ. Lần đầu tiên là giữa hai đơn vị kết nghĩa với nhau ạ. Chúng tôi có dịp được giao lưu cùng với nhau ạ. Giao lưu. Tôi nghĩ là đồng chí Huy của chúng ta là hơi chủ quan, mới quen biết và giao lưu hơn một năm thôi mà đã kết luận là cô gái đứng bên cạnh mình là một cô gái dịu dàng. Tôi nghĩ một năm là khoảng thời gian chưa đủ đâu ạ. Biết đâu đồng chí giao lưu rất nhiệt tình nhưng với cô ấy chỉ là sự xã giao thì sao, đúng không ạ? Không biết là Hồng Thoa thì cảm nhận như thế nào? Anh là một người vui tính ạ. Anh ấy chỉ nghiêm túc khi mà vào trong công việc. Có cái điều gì đấy khiến cho đồng chí là không tiến tới chinh phục cô gái này không? Rất xinh đẹp, rất duyên dáng, rất dịu dàng. Tôi chỉ coi Hồng Thoa là một người em ạ. Các bạn trẻ, các bạn ấy có cụm từ bạn biết thế nào không? Em nuôi, đấy, nghe các bạn cổ động viên nói không ạ? Phải nói là bạn nuôi em hơi tốt đấy. Chúng ta sẽ cùng làm quen với câu đối tiếp theo ạ. Xin mời các bạn. Xin chào các đồng chí, tôi tên là Phạm Ngọc Dũng, hiện đang công tác tại Trung đoàn Bộ binh 95, Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2. Và đây, người bạn gái dễ thương của tôi. Xin chào tất cả các đồng chí, tên tôi là Phạm Diệu Anh, hiện là sinh viên năm nhất trường cao đẳng Sư phạm Bắc Giang. Tôi và bạn trai tôi đến đây cùng chung một sở thích đó là nhảy. Dũng giới thiệu đây là người bạn của tôi, đúng không? Nhưng mà Diệu Anh thì lại nói là đây là bạn trai của tôi. Thế là có một chút gì đấy nó hơi lệch nhau một tí. Tôi nghĩ là phải điều tra kỹ hơn. Xin mời chiến sĩ Dũng nào. Chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu. À. Quá trình ấy kéo dài được bao lâu rồi ạ? Dạ, được gần một năm nay. Tôi phải hỏi câu này, là đàn ông với nhau, nói thật đi, quá trình này nó có độc quyền không? Hay là tìm hiểu nhiều kênh khác nhau nữa, nhiều đối tượng khác nhau cho nên là đồng chí mới chỉ nói để là bạn thôi? Cũng ít thời gian gặp nhau, cậu với hai môi trường khác nhau nên là cô ấy bảo đợi bao giờ tôi ra quân rồi sẽ tính tiếp ạ. Người ta gọi đây là tìm hiểu có điều kiện. Có rất nhiều người như là bạn Hồng Thoa thì yêu màu áo lính đúng không ạ? Một cách vô điều kiện. Có người thì cũng nhìn thấy cái sự xa cách đó cũng làm cái điều gì đấy còn cản trở. Nhưng tôi tin rằng là phẩm chất anh hùng phóng khoáng của những người con trai Bắc Giang sẽ thuyết phục những cô gái Bắc Giang dịu dàng duyên dáng. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của hai cặp đôi. Chúng tôi xin thể hiện một ca khúc của nhạc sĩ Công Chức có tựa đề Về miền yêu thương. Bắc Giang quê mình bên khách người ơi, anh hát mời em qua câu quan họ, em về quê anh miền quê kinh Bắc, nghe hát còn duyên anh hát. Bắc Giang quê mình vang mãi hùng ca, ai đã về thăm sông thương bên đời, nơi thành Sương Giang chiến công hồn sương yên thế. Ta về Bắc Giang mình, Bắc Giang mình ơi.
quê quán họ dung dàng câu hát địa linh nhân kiệt ươm những hiền tài bắc giang mình ơi nơi con sông thương dòng trong dòng lũng sông lũng nam xanh soi bóng núi huyền ngàn bắc giang mình ơi Cảm ơn Thượng úy Quốc Huy và em nuôi Hồng Thoa. Hai anh em gửi tới một tiết mục tôi nghĩ là rất tuyệt vời. Không chỉ phô diễn được tiếng hát của các bạn mà còn là tình yêu, niềm tự hào về mảnh đất Bắc Giang nơi các bạn sinh ra và lớn lên nữa. Ngay từ đầu chúng tôi đã nói về cái việc đó là huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nổi tiếng với đặc sản vải thiều. Mà từ đầu đến giờ chưa thấy món vải thiều nào. Trời, ai lại gợi ý như thế? Tôi thấy háo hức quá về món ăn này. Đến với chương trình chúng tôi có một món vải thiều ngon ngọt. Xin gửi đến thủ trưởng cùng toàn thể các đồng chí và các bạn thưởng thức. Cổ động viên thấy vải thiều ở Lục Ngạn Bắc Giang có ngon không ạ? Tham gia với chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tặng mọi người một tiết mục nhảy hết sức sôi động ạ. Hỏi đồng chí Ngọc Dũng ấy,
Là một năm qua các bạn tìm hiểu nhau là ít gặp nhau đúng không? Bao lâu gặp một lần ạ? Tầm một tháng 1 đến 2 lần ạ. Mỗi lần gặp nhau thì ngoài tập nhảy ra thì mình còn có hoạt động gì chung không? Chủ yếu là tâm sự ạ. Tâm sự? Tâm sự ở đâu ạ? Dạ, ở đơn vị thì có bàn đá để người nhà đến thăm ạ. Chúng ta sẽ quay trở lại với các cổ động viên, những người đã được chiêm ngưỡng hai màn trình diễn vừa rồi. Các bạn chỉ được chọn một trong hai cặp đôi để nhận được quà tặng của chương trình mà thôi. Yêu thích cặp đôi nào các bạn hãy giơ thật cao tay các bạn nhá. Đầu tiên là cặp đôi của thượng úy Nguyễn Ngọc Huy. Khá là đông, xin chúc mừng đồng chí. Tiếp theo là bình chọn dành cho cặp đôi của chiến sĩ Phạm Ngọc Dũng và bạn gái Phạm Diệu Anh. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi chiến thắng khá rõ rệt đúng không ạ? Rất nhiều cánh tay và những tiếng hò reo lớn hơn. Xin được chúc mừng cặp đôi của chiến sĩ Phạm Ngọc Dũng. Món quà dành cho cặp đôi thắng cuộc là những chiếc đồng hồ của chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Xin chúc mừng các bạn. Cặp đôi của thượng úy Nguyễn Quốc Huy cũng sẽ nhận được những món quà kỷ niệm đến từ chương trình. Chúc mừng hai bạn.